đây cả đám đông thịt nhìn đấy rồi anh à, anh cho em một lời nói của anh. Hello, để cho mọi người I know chúng ta thể dục nhá. Đây cả đám đông thịt nhìn đấy rồi à, anh cho em một lời nói đi anh. Hello, để cho mọi người I do chúng ta thể dục nhá. Chuẩn bị cho tân diễn hôm nay.